Xin chào các bạn, video ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho các bạn một mẫu tai nghe chocolate đến từ thương hiệu đấy là Soundbeat. Thì Soundbeat trước đây thì mình đã có rất nhiều những video giới thiệu những cái mẫu tai nghe chocolate của họ. Và nếu như mình nói rằng cái chiếc tai nghe mình đang cầm trên tay ở đây là một cái mẫu tai nghe nó rất là đặc biệt từ trước tới giờ luôn của Soundbeat. Nó có được trang bị công nghệ sạc không dây này, nó có thể biến được luôn thành một cái cục sạc dự phòng, các bạn có thể mang theo đó bên mình. Và đặc biệt hơn là cái giá của chiếc tai nghe này chỉ là hơn 1 triệu một chút mà thôi. Vậy với con số là hơn 1 triệu đồng cho một cái chiếc tai nghe chocolate có tất cả những cái thứ mà mình vừa nói ở trên, thì không biết là cái hình ảnh thực tế của nó như thế nào, cái cảm giác của nó ra làm sao, cái chất âm của nó có đáng so với tầm giá hay không, thì video ngày hôm nay các bạn hãy cùng mình mở hộp và đánh giá nhanh về cái chiếc tai nghe Soundbeat 2 Ship là cái chiếc tai nghe mình đang cầm trên tay ở đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xuân Vũ Audio. Mặc dù đây là một mẫu tai nghe chocolate giá rẻ mà thôi, nhưng mà có thể nói rằng là Soundbeat họ cũng rất là chú trọng cái hình thức bên ngoài của vỏ hộp và cái cách thức đóng hộp của nó nữa. Chúng ta sẽ có một cái hộp nó kiểu tông màu đen như này, mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh một cái mẫu nam đang đeo cái tai nghe, và đây thì các bạn có thể nhìn thấy được cái hình thù cái chiếc tai nghe chúng ta như thế nào, phải không? Mặt trước chúng ta sẽ có cái logo Soundbeat này, mặt dưới này thì chúng ta sẽ có cái tên của cái mã sản phẩm đấy là True Ship, và ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có cái dòng chữ đấy là True Ship màu xanh như thế này. Ở phía bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có cái logo Soundbeat này, và mặt sau thì chúng ta sẽ có hình ảnh của cái sản phẩm này, và nhìn vào đây thì các bạn có thể biết được luôn hình ảnh của hộp sạc cũng như là cái tai nghe của chúng ta nó như thế nào, phải không? Tiếp theo phía dưới này thì chúng ta sẽ có một vài cái thông số kỹ thuật, những cái tính năng nổi bật mà hãng muốn show ra chúng ta. Ví dụ như là cái chiếc tai nghe này sẽ được trang bị công nghệ Bluetooth 5.0 này, cái dung lượng pin nó sẽ là lên tới là 3000 mAh, trang bị cổng sạc Type-C. Và cuối cùng là cái điểm mà mình thấy thích nhất ở trên chiếc tai nghe này, đấy là nó được trang bị công nghệ sạc không dây. Ok, nói qua thì thôi, bây giờ thì mình sẽ mở hộp luôn xem nó như thế nào nhá. Và khi mà mình rút cái lớp vỏ này ra thì mình cũng khá là bất ngờ đấy. Đây mặc dù là một cái chiếc tai nghe nó chỉ hơn 1 triệu thôi, nhưng mà Soundbeat nói chung là họ rất là quan tâm trong quá trình đóng hộp. Chúng ta vẫn có một cái xốp như này để tránh kiểu như là xước sát trong quá trình vận chuyển đấy. Nói chung rất là tỉ mỉ, phải không? Ở trong này chúng ta sẽ có được luôn cái chiếc tai nghe chúng ta. Và khi mà mình lấy cái hộp sạc này ra thì chắc hẳn là các bạn cũng nhìn thấy được luôn. Chúng ta sẽ có một hộp sạc rất là lớn, phải không? Và đừng vội đánh giá nhé. Mình tin là chắc hẳn là cũng có một vài bạn sẽ đánh giá cho một vài comment rằng là ồ, tại sao năm 2020 rồi chúng ta lại còn một cái chiếc tai nghe chocolate có kích thước hộp sạc nó lớn như vậy. Nhưng mình nghĩ là các bạn đừng có vội đánh giá nhé. Lý do tại sao mà chúng ta có một cái hộp sạc nó lớn như vậy thì tí nữa mình sẽ giải thích sau nhé. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang về cái phần phụ kiện. Mình xem là một cái chiếc tai nghe hơn 1 triệu chút thôi thì cái phụ kiện của nó đi kèm nó như thế nào. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái hộp giấy hình chữ nhật như thế này. Đây, ở trong này thì đấy, như thường lệ chúng ta sẽ có những cái bộ tip. Cụ thể hơn đấy là chúng ta ở trong này sẽ có đấy là 3 cặp tip. Nó sẽ cộng thêm một cặp tip được trang bị sẵn ở trên cái tai nghe trên này, thì chúng ta sẽ có tổng cộng đấy là 4 cặp tip các bạn nhé. Tiếp theo ở trong này thì chúng ta lại có thêm một cái sợi dây sạc Type-C. Về cái sợi cáp Type-C này thì mình không có gì để nhận xét cả, tại vì nó cũng chỉ là một cái sợi cáp Type-C cơ bản thôi. Cái mức độ gia công của nó thì mình thấy nó quá tốt trong cái tầm giá này luôn. Và cuối cùng ở phía dưới này, đây mình sẽ lấy cái này ra. Ở dưới này thì chúng ta sẽ được trang bị một cái sấp giấy hướng dẫn sử dụng các bạn nhé. Thì xác là một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng. Về cái sách hướng dẫn sử dụng này thì như hiện tại mình thấy thì nó được viết bằng rất là nhiều những thứ tiếng khác nhau. Trong này được viết cũng rất là kỹ lưỡng luôn, được viết bằng tiếng Anh cũng như là bằng tiếng Trung này. Nên là mình thấy là nếu như sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh ấy, thì các bạn có thể rất là dễ dàng tìm hiểu về những cái tính năng, những cái chức năng ở trên cái chiếc tai nghe này. Đầu tiên thì về hộp sạc thì chúng ta sẽ có một cái hộp sạc, nó có một cái hình dạng kiểu như là hình chữ nhật như thế này. Các cạnh thì được bo tròn rất là kiểu như là mềm mại luôn, nên là các bạn cầm thì nó cũng không kiểu như là bị cấn tay cho lắm. Hộp sạc của chiếc tai nghe này thì có một kích thước nó có thể gọi là nó lớn hơn một chút so với những cái mẫu tai nghe chocolate đang có mặt ở trên thị trường hiện tại. Cái vật liệu chủ yếu cấu thành nên cái hộp sạc này thì được làm bằng nhựa các bạn nhé. Nên là mặc dù có một cái kích thước nó hơi lớn một chút, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái cảm giác cầm nó rất là nhẹ luôn. Ở mặt trên của hộp sạc thì chúng ta sẽ có một cái logo Soundbeat này. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một vài cái thông số kỹ thuật về cái chuẩn sạc đầu vào cho cái hộp sạc này. Và nói về cổng sạc thì ở trên cái hộp sạc này thì chúng ta rất là may mắn khi được trang bị luôn cái cổng sạc Type-C. Mặc dù chỉ là một cái mẫu tai nghe chocolate giá rẻ, phải không nào? Cái cổng sạc Type-C này thì nó sẽ có cái chuẩn đầu vào đấy là 1A 5V. Và bên cạnh này thì chúng ta sẽ có một cái phím bấm này. Phím bấm này thì giúp các bạn có thể kiểm tra được cái thời lượng pin. Tức là ở mặt trước này, nếu như các bạn nhìn kỹ thì chúng ta sẽ có hai cái dãy đèn LED. Và khi mà mình bấm như thế này
Đấy, chúng ta sẽ có hai cái đèn led trắng sáng như này. Và tiếp theo thì ở trên hộp sạc này thì có một điểm rất là hay. Đây, như các bạn thấy, chúng ta sẽ có một cổng sạc USB Type-A. Ở bên trong của hộp sạc này thì nó sẽ được trang bị một viên pin lên tới đấy là 3000 mAh. Vậy thì hộp sạc này không chỉ dừng lại ở việc là sạc cho cái chiếc tai nghe của chúng ta, mà nó còn sẽ là một cái cục sạc dự phòng có dung lượng là 3000 mAh. Và khi mà mình nói tới đây thì chắc hẳn là các bạn cũng biết được là lý do tại sao mà chúng ta sẽ có một cái hộp sạc lớn như thế này, phải không? Và không biết là các bạn như thế nào, nhưng mà theo như cái nhận xét của riêng cá nhân mình nhé, thì chúng ta có một cái mẫu tai nghe trung led nó rất là đa năng, có một dung lượng pin nó lớn như vậy thì chúng ta sẽ phải đánh đổi đấy là một kích thước nó rất là lớn. Nếu như các bạn để ý kỹ là chúng ta trước đây có cái chiếc tai nghe Pamu Slide, chúng ta sẽ có một thời lượng pin nó cực kỳ kinh khủng, phải không nào? Nó có thể sạc ngược không dây cho một cái thiết bị khác, nên chúng ta sẽ có một cái hộp sạc nó lớn, thậm chí là nó dày hơn rất nhiều so với cái chiếc tai nghe này. Và như ở trên chiếc tai nghe Sharp to Ship này, nó có kích thước lớn như vậy thì mình thấy cũng rất là happy luôn. Cái cơ chế mở hộp ở trên chiếc tai nghe này thì nó vẫn là cơ chế bản lề mở như thế này các bạn nhé. Và ở trong này thì chúng ta vẫn được trang bị là nam châm. Nam châm này thì hút nó cũng rất là chặt luôn, mình không có gì để phàn nàn cả. Ở trong này thì chúng ta sẽ có đấy là hai cái phần tai nghe. Ở trong này thì nếu như các bạn để kỹ thì chúng ta vẫn có những cái phần chấu sạc này. Mỗi bên thì sẽ có đến là 3 chấu sạc được mạ vàng. Và cái độ chi tiết của nó thì nó cũng rất là vừa phải nhé. Nó không có kiểu như là nhựa thừa hay là những cái chấu này nó kiểu bị lệch lạc đâu. Tiếp theo nói về cái phần housing, thì housing của chiếc tai nghe này thì được thiết kế với một cái kích thước nó khá là lớn và khá là hầm hố. Thực ra khi mà mình cầm trên tay cái chiếc tai nghe này và mình đeo vào thì mình thấy là cái chiếc tai nghe này nó không kiểu lớn như các bạn nhìn thấy đâu. Tại vì mặc dù nó lớn về cái phần bề ngang này nhưng mà nó rất là dẹt nếu như các bạn nhìn ở cái góc nhìn này. Nên là khi các bạn đeo vào tai ấy thì nếu như một người khác nhìn thẳng vào cái phần tai nhìn ngang ấy thì nó hơi lớn một chút, nhưng mà kiểu nhìn dọc, nhìn trực diện vào tai của bạn thì nó không bị nhô ra ngoài quá là nhiều. Cái ngôn ngữ thiết kế ở trên cái phần housing này thì chúng ta sẽ có bên ngoài này là được làm một cái lớp kiểu như là lớp nhựa đen bóng, và ở mặt trong này thì chúng ta sẽ có một cái lớp nhựa kiểu nhám các bạn nhé. Và với cái lớp nhựa nhám ở mặt trong này thì mình thấy rất là thích luôn, tại vì nó không chỉ là nó sẽ tăng cái việc đấy là thẩm mỹ khi mà các bạn khỏi phải lo tình trạng đấy là nó sẽ bám một hối tai ở trên bề mặt này, mà nó còn mang lại chúng ta một cảm giác đeo, tức là khi các bạn đeo trong một thời gian dài ấy, thì nó rất là dễ chịu. Ở trên cái bề mặt faceplate này thì chúng ta sẽ có đây cửa hai bên tai, đấy là hai cái logo Sharpit này. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có được đấy là hai cái mic ở hai bên, và bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có được những cái đèn led nháy như thế này. Và khi các bạn nhìn vào cái bề mặt faceplate này ở phần logo này thì các bạn không thấy được bất kỳ một cái phím bấm vật lý nào, phải không? Thì xin chúc mừng các bạn, cái chiếc tai nghe này thì sẽ được trang bị cái khả năng điều khiển bằng cảm ứng các bạn nhé. Và khả năng điều khiển cảm ứng thì được trang bị ở cả hai bên tai. Về trọng lượng ở trên cái phần housing này thì theo như Sharpit công bố ấy, thì cái chiếc tai nghe này nó chỉ có trọng lượng đấy là 5,5g cho một bên tai nghe mà thôi. Và với con số là 5,5g thì theo như mình tìm hiểu ấy, thì cái trọng lượng này nó vẫn giống như là trên những cái mẫu tai nghe trung cấp khác ở trên thị trường. Nó không quá nặng và nó không quá nhẹ cho một cái chiếc tai nghe như vậy. Vậy thì như các bạn thấy đấy, như cái hình ảnh mà ban đầu các bạn nhìn qua thì chúng ta có một kích thước lớn, phải không? Nhưng được trang bị bằng cái vật liệu nhựa nên là chúng ta có một cái trọng lượng nó rất là nhẹ, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm nhá. Cái cảm giác đeo ở trên chiếc tai nghe này thì nó có một cảm giác đeo nó rất là thoải mái, nó không quá cộm tai, không quá đau tai đâu. Và theo như mình thấy thì cái thiết kế cũng như là cái hình thái học ở trên cái phần housing này nó rất là phù hợp với những cái khuôn tai của những người châu Á, và đặc biệt hơn đấy là như cái khuôn tai của mình chẳng hạn, thì mình đeo vào thì cái khả năng cách âm của nó cũng rất là tuyệt vời nhá. Và theo như mình nghĩ là nếu như tai của bạn là kiểu những hụt khuôn tai nó hơi đặc biệt một chút, nó hơi nhỏ một chút, thì các bạn có thể thay những cái cặp tiếp nó phù hợp hơn. Nói về tính năng ở trên chiếc tai nghe Sharpit to Ship này thì tai nghe này thì vẫn sẽ được trang bị đầy đủ tất cả những công nghệ giống như là những người anh em trong cùng tầm giá. Đấy là chúng ta sẽ có cái chuẩn kết nối Bluetooth 5.0 mới nhất này. Với tính năng này thì khi mà các bạn lôi cái tai nghe này ra khỏi vỏ hộp thì nó sẽ tự động kết nối với cái tai nghe của bạn. Các bạn sẽ không cần phải là lòng vòng hoặc là mất thời gian để kết nối lại một lần nữa. Cái chiếc tai nghe này thì nó sẽ sử dụng cái điều khiển là bằng thao tác cảm ứng ở ngay trên cái bề mặt housing này cả hai bên tai. Tiếp theo là về thời lượng pin, thì thời lượng pin ở trên cái chiếc tai nghe Sharpit to Ship này thì sẽ có thời lượng là 3 giờ cho một lần sạc. Và với con số 3 giờ thì mình cũng không mấy ấn tượng cho lắm, tại vì nếu như các bạn để ý kỹ thì ở trên thị trường với những cái mẫu tai nghe trung cấp led khoảng tầm giá là khoảng tầm 1 triệu cho đến 1,5 triệu thì cái dung lượng pin của nó thì sẽ dao động xấp xỉ khoảng tầm đấy là 4 đến 5 tiếng. Nên là ở trên cái chiếc tai nghe này dung lượng pin là 3 giờ thì mình cũng không có gì là ấn tượng lắm. Nhưng bù lại thì chúng ta có gì? Đấy là chúng ta sẽ có một hộp sạc có một dung lượng pin nó rất là lớn. Cụ thể hơn đấy là hộp sạc của chiếc tai nghe này có thể sạc lại cho cái chiếc tai nghe của chúng ta lên tới là 22 lần. Các bạn không nghe nhầm đâu, 22 lần. Vậy tổng cộng chúng ta sẽ có tổng thời gian sử dụng khi các bạn kết hợp giữa cái hộp sạc này và cái tai nghe này lên tới là 66 giờ.
Và với con số là 66 giờ, ví dụ như là mình so sánh nó hơi hài hước một chút chẳng hạn. Giả sử như là bạn siêu nhân, bạn đeo cả chiếc tai nghe này một ngày 24 tiếng thì các bạn nghe 24 giờ. Thì thậm chí là các bạn có thể nghe liên tục lên tới đây là 3 ngày phải không? Và theo như mình nghĩ là không ai nghe nhạc theo kiểu như vậy cả. Chúng ta là những con người bình thường, chúng ta không phải siêu nhân phải không? Bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng mỗi ngày khoảng tầm 4 đến 5 tiếng đi. Như mình chẳng hạn, mình thậm chí là mình nghe lâu hơn, khoảng tầm 5 đến 6 tiếng. Ta có thể sử dụng cái chiếc tai nghe này liên tục đến là 2 đến 3 tuần thì chúng ta mới phải sạc lại cho hộp sạc. Và với thời lượng pin như vậy thì mình nghĩ là cái chiếc tai nghe này nó hoàn toàn đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Các bạn xem phim, nghe nhạc liên tục luôn. Hay thậm chí rằng là mình có thể cam đoan với các bạn rằng đây là cái chiếc tai nghe Truecaller có cái thời lượng pin nó có thể gọi là châu bò nhất trong cái phân khúc giá như thế này. Và cuối cùng là về phần chất âm. Chất âm ở trên Sharpeed True Shift thì nó có một cái chất âm nó vẫn giống như là ở trên những cái chiếc tai nghe khác của Sharpeed trong cùng tầm giá này. Theo nhận xét của mình thì mình nghĩ là nó hoàn toàn có thể đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu nghe nhạc, những cái thể loại nhạc của các bạn. Và nếu như các bạn muốn biết chi tiết hơn về cái chất âm của chiếc tai nghe này thì các bạn cũng có thể tìm hiểu lại những cái video trước mà mình đã nói ở trên những cái mẫu tai nghe của Sharpeed trong cái phân khúc giá này nhé. Hoặc thậm chí các bạn muốn cảm nhận nó rõ rệt và chân thực hơn thì các bạn có thể đến những cái cửa hàng của Sun Vũ Audio để trực tiếp trải nghiệm chất âm của chiếc tai nghe này. Và vừa rồi là một bài đánh giá nhanh về cái chiếc tai nghe Sharpeed True Shift, một cái mẫu tai nghe Truecaller giá rẻ đến từ thương hiệu Sharpeed. Vậy tổng kết lại thì chúng ta sẽ có gì ở trên một cái mẫu tai nghe Truecaller với mức giá chỉ hơn 1 triệu đồng? Chúng ta sẽ có một cái chiếc tai nghe có một thiết kế rất là hiện đại, một cái hộp sạc nó rất là lớn, mang lại chúng ta một thời lượng pin nó là cực kỳ kinh khủng phải không nào? Và đặc biệt hơn là chiếc tai nghe này thì cũng được trang bị rất là nhiều những cái công nghệ, những cái tính năng nó rất là mới, nó mới ngay ở cái thời điểm hiện tại là năm 2020 này. Và vừa rồi là một vài cảm nhận cũng như là một vài nhận xét của mình về cái chiếc tai nghe này. Còn không biết là các bạn đang xem video này thì các bạn thấy cái chiếc tai nghe này nó như thế nào? Liệu là nó có xứng đáng với cái mức giá là hơn 1 triệu đồng hay là nó có những điểm cộng, điểm trừ gì so với những cái mẫu tai nghe Truecaller khác ở trên thị trường, hoặc là thậm chí là những cái tai nghe trước của Sharpeed chẳng hạn, thì các bạn có thể để lại cho mình một cái comment, một cái chia sẻ ở phía bên dưới video nhé. Và sắp tới thì mình cũng sẽ làm rất nhiều những video so sánh những cái mẫu tai nghe Truecaller trong cùng phân khúc giá khoảng tầm 1 triệu cho tới 2 triệu đồng. Và nếu như các bạn muốn mình so sánh những cái chiếc tai nghe nào với nhau thì các bạn cũng có thể để lại cho mình một cái gợi ý ở phía bên dưới video nhé. Còn video của mình tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.